Chào tất cả mọi người, chào mọi người đang xem cái video clip này của Tiến. Thì hôm nay Tiến tiếp tục làm một cái con hàng. Con này thì rất là cũ nhưng mà cũng rất là mới với một số anh em. Con Yoyaki 925. Mình có đặt một cái tên khác cho con Yoyaki 925 này là con súng máy mini. Tại vì nó có chế độ là bắn liên thanh luôn nó, và băng của nó kèm theo hai băng nè, một băng ngắn một băng dài. Thì cái băng dài nó đựng được rất là nhiều đạn đó, thì mình mới nói là con súng máy mini, là con Yoyaki 925. Thì mọi người liên hệ với Tiến theo số điện thoại cũng như lúc trước thôi. Shop Tiến vẫn có một số điện thoại để gọi duy nhất 0706 222 435, Tiến tràn ở góc trái màn hình. Hoặc mọi người có thể liên hệ với Tiến bằng cách nhắn tin hoặc là gọi điện miễn phí qua ứng dụng Telegram. Cái ứng dụng này thì mọi người tải về rồi chỉ cần đơn giản nhất là lưu số điện thoại của Tiến vào danh bạ là tự động cái ứng dụng Telegram này nó cập nhật cái lên Telegram. Mọi người nhắn tin gọi điện miễn phí theo ứng dụng Telegram cũng được nha. Thì để mình đi qua thông số kỹ thuật một xíu về con 925 này một lần nữa. 925 thì cái cân nặng của nó là 806 gram, cho sai số, cho cân mình sai thì cho nó 800 gram là tròn, nhưng mà nó không sai, cứ 800 gram để cho mọi người dễ nhớ nha. 925 cân nặng của nó là 800 gram, băng của nó là nó đi kèm theo cái mát được hai băng, một băng 14 viên, một băng 925, một băng ngắn một băng dài. Mình đã quên bao nhiêu viên rồi, không nhớ nữa, để xíu mình xem, tự nhiên đã quên, không nhớ chính xác cái số lượng, nó sợ nói thì nó sai. 925, đây là cái băng ngắn của nó nè. Thì băng của nó cũng là băng kép, băng kép nên đựng rất là nhiều đạn, thường cái băng này cũng phải đựng được khoảng 14 viên á, mình nhớ là vậy. Còn cái băng dài thì đựng của nó được nhiều hơn, tại nè, đây là cái băng dài của nó thì đựng được khoảng 20 mấy viên. 925 súng máy, mình ưa gọi nó là con súng máy mini á, Yoyaki 925. Thì mình chia sẻ cái vấn đề như thế này, mọi người mua hàng á, quan trọng nhất á, là không phải là về giá. Quan trọng nhất không phải là về chất lượng hay gì hết. Chưa, mình chưa nói về cái vấn đề này. Cái vấn đề chính đầu tiên nhất mọi người mua, làm sao mọi người xuống tiền mà mọi người mua được hàng gửi về tới tận tay mọi người, đó là cái quan trọng đầu tiên nhất mà mọi người mua những cái hàng tự vệ trên cái không gian mạng này cần phải cho lưu ý. Chứ không phải vì giá, anh em nhiều khi trả giá rồi làm tất cả nhiều thứ rồi ôi các kiểu, nhưng mà đó không phải là cái chính. Cái chính ở đây là tìm được một shop bán hàng uy tín, nhận tiền của anh em rồi có trách nhiệm là gửi hàng cho anh em, chứ không phải là nhiều anh em mình mua và tìm tòi giá cả rồi đắn đo suy nghĩ ghê lắm, không phải đâu. Quan trọng nhất là anh em mình mua được hàng trước tiên cái đã nha. Mình nói thì rất trên cái không gian mạng thì rất là nhiều cái anh em bán hàng cũng lừa đảo luôn. Đó, riêng cái con 925 này là nó có kèm đi giảm theo giảm thanh. Những cái hàng kèm giảm thanh như thế này là những cái hàng khách đã order, đặt Tiến thì Tiến mới đàm nha. Nếu còn không có đặt thì nguyên bản cái con, mấy cái con này nó không có đi theo giảm thanh đâu người ạ. Muốn gắn được giảm thanh là phải làm lại. Này, muốn gắn được giảm thanh như thế này là phải làm lại hết nha. Chứ bình thường là không có làm nha. Anh em nào đặt hàng Tiến á, thì Tiến mới làm giảm thanh thôi. Còn không, bình thường đó là nó chỉ không có giảm thanh, không có lắp được giảm thanh. Những cái hàng cao su và lông nè, không lắp được giảm thanh đâu nha. Rồi, mình quay trở lại với cái cách mua hàng. Như ban đầu nói là cái điều quan trọng nhất á, là mọi người mua hàng á, là khi mà xuống tiền rồi là làm sao để nhận được hàng về, đó là một cái quan trọng nhất. Thì có rất là nhiều cái clip mình làm về cái cảnh báo về những shop lừa đảo gian dối, mình làm rất nhiều clip rồi, nhưng mà anh em cũng có xem, nhưng mà nhiều anh em bị lừa rồi quay lại Tiến nói là chắc là chưa có duyên với Tiến, hoặc là chưa có duyên để tìm hiểu bên shop Tiến, chưa có duyên để nói chuyện. Như cái đó mình nghĩ chỉ cần mình nói đơn giản như thế này nè, chỉ cần bắt máy gọi điện cho Tiến, số điện thoại 0706 222 435 hoặc nhắn tin Telegram cũng có số điện thoại trên luôn, hỏi Tiến shop này
shop này bán hàng sao? Nếu mà những shop Tiến biết á, thì Tiến trả lời. Còn những shop nào mà Tiến biết nó lừa đảo, Tiến sẽ nói thẳng. Còn những shop mà Tiến không biết, cũng có nhiều anh em bạn nó ok lắm mà Tiến chưa biết á, thì Tiến cũng sẵn sàng nói luôn. Đó là những shop đó là Tiến chưa biết, nên anh em phải tìm hiểu. Còn Tiến biết cũng một số shop bán hàng rất là ok, bán hàng có hàng để bán cho anh em, thì cứ gọi điện trực tiếp cho Tiến nha. Bây giờ một cách đơn giản và dễ nhất là gọi điện cho Tiến, hỏi Tiến shop nào bán hàng có hàng định mua shop đó như vậy á, hỏi Tiến đi, Tiến tư vấn cho, Tiến trả lời cho, mình biết mình trả lời cho anh em nha. Rồi, hàng hóa của Tiến là cập nhật liên tục, rồi số điện thoại đồ đầy đủ, nhưng nhiều số anh em không tin cứ comment ở dưới YouTube, dưới cái trang bình luận á, nói ừ anh đưa số điện thoại với anh đây, đây mình ở đây mình trả lời cho cái mấy bạn á, đây nè số điện thoại của Tiến nè, Tiến bấm trên điện thoại nè. À đúng số điện thoại của Tiến chưa, rồi tại vì Tiến chèn sẵn ở góc trái màn hình này nè cho mọi người về tiện theo dõi á, với lại tiện thấy luôn nè. Rồi hôm nay mình có mấy cái ý như vậy mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người luôn. À, mua hàng cái quan trọng nhất là cái gì ha, rồi làm sao mà để mua được hàng nó đơn giản nhất mà không bị lừa đó, thì Tiến cũng chỉ luôn đó. Rồi cứ gọi điện cho Tiến, tại vì Tiến làm nhiều cái clip cảnh báo rồi, nhưng mà anh em xem thì có nghĩa chắc dài dòng quá, hoặc là Tiến cái diễn giải của Tiến á, cái cách ăn nói Tiến nó chưa thu hút để anh em mình xem và để anh em mình rút ra những kinh nghiệm đó. Hôm nay Tiến nói ngắn gọn như vậy là cứ gọi điện cho Tiến hỏi đi, rồi Tiến biết sớm nào thì Tiến trả lời cho mọi người sớm đó nha. Rồi mình xin cảm ơn, xin chào, và mọi người đừng quên nhấn cho mình một nút đăng ký kênh nha. Rồi, mình xin chào và tạm biệt tất cả mọi người.